xin mời bạn Lầu Y Sùa bước lên phía trước một bước. Xin mời bạn Hoàng Văn Cao bước lên phía trước. Xin mời bạn Giàn Thị Xua bước lên phía trước. Và cuối cùng là bạn Châu Thị Trư, xin kính mời bạn bước lên phía trước. Dạ vâng, các bạn có thể xin lại gần nhau một chút được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn. Các bạn có biết các bạn dạ vâng, xin được chúc mừng các bạn có tên vừa rồi đã đạt được giải Tuổi Trẻ Vàng Anh 2020 ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay chúc mừng 9 bạn của chúng ta. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời bạn Ly Anh Nhiệm cùng với bạn, cùng với chị cố vấn Giàn Thị Minh sẽ lên trao phần giải Tuổi Trẻ Vàng Anh 2020 cho các bạn. Xin kính mời. Thank you.
Thank you.
để trong nó có vinh dự chắc là tao đồng hành đồn lỡ cả một quá trình rất là dài. Và sau đây mình cũng có một phần thưởng nho nhỏ dành cho hai bạn mà mình cảm thấy ấn tượng nhất trong cả quá trình cũng như buổi công diễn ngày hôm nay. Sau đây mình xin mời bước lên sân khấu một bước là bạn Phạm Thị Khia và bạn Vừa A Sút ạ. Để nhau mà xem lúc từ để loạt ra thế à. Môi bò hòa sư. Vâng, xin được cảm ơn tấm lòng của chị Cúng. Vâng, xin mời hai bạn về chỗ. Dạ vâng, quý vị và các bạn nhìn thân mến. Như vậy là trong suốt quá trình trong cuộc thi buổi sáng từ cho đến sáng đến buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta đã chọn ra được tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất cũng như bạn quán quân đạt tôn giải Bảo Minh 2020 ngày hôm nay.